Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 12 trong giáo trình Shinkansen Master N3. Bài số 12 này chúng ta học về kính ngữ ở trong tiếng Nhật. Đây có thể nói là một phần khá là khó, đúng nhỉ? Mặc dù là chúng ta đã được học ở bài 49 và 50 trong phần N4 rồi. Thế nhưng mà cái việc mà nhớ được tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ, đúng nhỉ? Cũng như là sử dụng được nó là một cái vấn đề tương đối là khó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học và ôn lại một số kiến thức về kính ngữ nhé. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào phần các khái niệm chung. Một nhỏ, thế nào là kính ngữ? Thì chúng ta sẽ có này, ngay từ cái nội tại, cái từ kính ngữ ấy, đã thấy có cái chữ kính, đúng không? Kính có nghĩa là gì? Kính trọng, tôn trọng một ai đó, tôn kính. Thì kính ngữ là cách sử dụng những từ ngữ biểu hiện đặc biệt để thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Đấy, kính ngữ này là cách sử dụng những từ ngữ biểu hiện đặc biệt để thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Nhất là khi đối phương là người trên so với mình. Trên này có thể trên về tuổi tác, về địa vị, vân vân. Đó là cái gì nhỉ? Cái định nghĩa về kính ngữ là như vậy. Tiếp theo, hai nhỏ là tại sao lại cần phải sử dụng kính ngữ? Thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ có cái lý do tại sao cần sử dụng kính ngữ như sau. Đó là cái xã hội phương Đông ấy, nói chung và Nhật Bản nói riêng, là một xã hội rất là có trật tự. Các mối quan hệ được xếp trên dưới, thân sơ hay là trong ngoài, đúng nhỉ? Trên dưới dựa vào gì đây? Dựa vào tuổi tác, địa vị. Thân sơ dựa vào gì nhỉ? Dựa vào cái việc là gặp nhau có nhiều hay không, có phải là người trong cùng một nhóm hay không. Trong ngoài là những người giao tiếp có phải trong một gia đình, một tổ chức hay không, hay là người ngoài. Đấy, thì người ta xếp theo cái trật tự dựa trên một số cái mối quan hệ như vậy. Và tùy vào từng trường hợp đó ấy, thì kính ngữ được sử dụng để thể hiện sự kính trọng đối với người nghe nhá. Về bản chất thì kính ngữ của tiếng Nhật cũng giống như một số cách nói của tiếng Việt. Chẳng hạn như là khi nói với người trên ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ thường phải đệm thêm những từ như là dạ, vâng ở đầu câu hay là ạ ở cuối câu. Ngay cả cách dùng từ cũng phải có chú ý. Mình có thể nói trống không là gì nhỉ? Mày đi đâu đấy? Hay là đi đâu đấy? Với lại đứa bạn, đúng không? Chứ không thể nào nói như vậy với cấp trên, với giám đốc. Họ đang sắp ra ngoài mà chúng ta sẽ phải nói lịch sự là gì đây nhỉ? Anh đi đâu đấy ạ? Đúng không nhỉ? Đấy. Hoặc là có thể nó hỏi là mày chén gì chưa, chén gì chưa, ăn cơm chưa đấy. Khi mà hỏi bạn bè, bạn thân, chứ không thể dùng để hỏi thầy cô được, đúng không nhỉ? Nếu mà muốn quan tâm thầy cô thì phải thêm những cái từ dạ vâng vào đấy, đúng không? Ạ vào đấy. Thì gọi là gì nhỉ? Cái sự tương tự của kính ngữ nó cũng giống như cái cách nói đệm hay là cái cách dùng từ trong tiếng Việt mình thôi. Việc sử dụng kính ngữ nhuần nhuyễn trong tiếng Nhật ấy là tương đối khó, ngay cả với một số người Nhật cũng chưa chắc là đã nắm được hết những cái quy tắc về tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ. Vì vậy nhiều người học tiếng Nhật có xu hướng bỏ qua phần này nhá, rất là nhiều người học tiếng Nhật có xu hướng bỏ qua phần kính ngữ. Thế nhưng xét về hoàn cảnh giao tiếp ấy, thì việc biết và có thể sử dụng kính ngữ là một điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Vậy thì khi nào chúng ta nên dùng kính ngữ? Thứ nhất, đó là tại các sự kiện quan trọng như hội nghị cấp cao, đặc biệt là những người muốn làm nghề thông dịch, phiên dịch thì cần thành thạo kính ngữ, đúng không? Ví dụ như giao tiếp bình thường ở trong công ty, hay là thực tập sinh, hay là du học, đi làm ở quán ăn các thứ đấy. Quán ăn thì là một ngành hàng dịch vụ thì cũng cần dùng kính ngữ rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ gọi là đi giao tiếp bình thường ấy, thì chúng ta không cần. Thế nhưng mà ở trong những hoàn cảnh trang trọng lịch sự thì sẽ thường là sẽ cần phải sử dụng kính ngữ. Thứ hai này, đó là tại các ngành nghề phục vụ như nhà hàng, khách sạn thì việc nhân viên phải dùng kính ngữ với khách hàng là điều tất yếu, điều cần thiết và gần như là không phải là cần thiết mà là bắt buộc. Cấp dưới nói chuyện với cấp trên. Thế nhưng mà hiện nay thì nhiều trường hợp chỉ cần dùng thẻ lịch sự là đủ rồi. Và thậm chí có một số bạn bè ấy, đúng như các bạn ấy nói là nếu mà cấp trên thân thiết với mình quá thì có khi các bạn ấy dùng cả thẻ phực sư kê, thẻ thông thường vào đấy. Thế nhưng mà cái đấy là cũng cái trường hợp hãn hữu thôi và người sếp người ta cũng dễ, đúng nhỉ? Chứ không thì thường là ví dụ những cái sếp lớn tuổi ấy, ấy, có địa vị cao cao một chút thì người ta sẽ không chấp nhận cái điều đấy. Tuy nhiên ấy, khi nói chuyện về cấp trên với người ngoài, ví dụ như người về công ty khác ấy, thì mình không được dùng kính ngữ nhé. À, nói là không được dùng kính ngữ là sai, không được dùng tôn kính ngữ. Bởi vì nó, ngoài tôn kính ngữ nó còn có khiêm nhường ngữ, thì trường hợp này mình dùng về khiêm nhường ngữ vẫn ok. Nói là kính ngữ là không phải nhé, không được dùng tôn kính ngữ, ở đây hơi bị nhầm một chút. Là gì nhỉ? Nói chuyện với người mới quen.
đặc biệt là người mới quen, họ mình cảm giác là họ lớn tuổi và có địa vị gì đó cao hơn mình. Đấy. Họ không phải là trong cùng một tổ chức với mình, thế nhưng mà họ là người mình thấy có vẻ lớn tuổi và có địa vị, chức vị cao hơn mình thì mình sẽ dùng với họ. Vậy thì từ những cái này lên nên dùng kính ngữ, vậy thì chúng ta sẽ biết những trường hợp nào không nên dùng kính ngữ đúng không? Không nên hoặc là không được, ví dụ như bạn bè thân thiết với nhau này, đúng không nhỉ? Bạn bè thân thiết với nhau này, những người trong gia đình này, đấy. Khi mà nói chuyện về cấp trên với lại người ngoài đấy thì chúng ta sẽ không dùng gì nhỉ? Chúng ta sẽ không dùng thôn kính ngữ đúng không? Cái trường hợp mà nói về cấp trên với người ngoài ấy, thì có thể vẫn dùng khiêm nhường ngữ nhé. Khiêm nhường ngữ vẫn gọi là tôn kính, à không phải khi, vẫn gọi là tôn kính mà khiêm nhường ngữ vẫn là một loại kính ngữ, tí ở phần phân loại chúng ta sẽ nói sau. Hai La Mã là các loại kính ngữ. Thông thường nhắc đến kính ngữ là mọi người cứ nghĩ là nó là tất cả đều là tôn kính đúng nhỉ, thế nhưng không phải. Người ta ít nhất là người ta phân làm ba loại như sau. Thứ nhất đó là sôn kê gộ, là tôn kính ngữ. Tôn kính ngữ này nó dùng để bày tỏ sự kính trọng của người nói đối với người nghe hoặc người được nói tới, khi nói về hành vi hoặc trạng thái của người nghe hoặc người được nói tới nhá. Hành vi này hoặc là trạng thái người nghe, nhớ nhá, hành vi ấy là trạng thái của người nghe hoặc người được nói đến. Hành vi là động từ, còn trạng thái có thể là tính từ chẳng hạn, danh từ, thì chúng ta sẽ sử dụng sôn kê gộ, tôn kính ngữ để chúng ta nâng người ta lên như vậy. Tiếp theo loại thứ hai là kenjo gộ, là khiêm nhường ngữ, là cách nói hạ mình đúng nhỉ, hạ mình mà người nói dùng để nói về hành vi của mình, hành vi của mình hoặc người trong khi nói với người ngoài đấy, hoặc nói về người trong khi nói với người ngoài. Người trong đây ví dụ cấp trên chẳng hạn, cấp trên mặc dù là người có chức vị hơn mình, thế nhưng mà khi mình nói với người ngoài công ty ấy, thì mình vẫn dùng khiêm nhường ngữ, bởi vì khi đó cấp trên là thuộc cùng nhóm với mình nhá. Qua đó bày tỏ sự kính trọng với người nghe hoặc người được nói tới. Tóm lại tôn kính ngữ thì cái gì nhỉ, những cái từ, những cái hành động, những cái trạng thái đấy là của người nghe, còn khiêm nhường ngữ là những cái đấy là của người nói. Tiếp theo đó là tê nê kê, là thể lịch sự, là cách nói lịch sự mà người nói dùng để bày tỏ sự kính trọng với người nghe, cách nói lịch sự thôi, không phải là hành vi trạng thái của người nói lẫn người nghe, mà là gì nhỉ, mà là cách nói lịch sự mang tính chất gì nhỉ, mang tính chất cái hành vi đấy nó mang tính chất không phải là của một trong hai cái tôn kính hay khiêm nhường nhá. Và bài hôm nay chúng ta sẽ học về tôn kính ngữ trước, còn bài hôm sau chúng ta sẽ học về khiêm nhường ngữ và thể lịch sự. Đầu tiên chúng ta sẽ có này, các cách tạo lập tôn kính ngữ. Cái này thực ra các bạn được học ở phần N4 rồi. Do vậy là những cái phần nào mà đã học rồi thì sẽ lướt qua, không đi sâu quá. Cách đầu tiên chúng ta sẽ tạo lập đối với động từ. Cách A, động từ đê đự, động từ đa đê đự, thì nhìn này các bạn có thể biết đây là động từ chia thể bị động đúng không? Đấy. Động từ chia thể bị động này. À, đê đự ở đây nhìn nó viết không được đúng lắm đúng không? Khi chuyển sang thể bị động ấy thì động từ có thể được dùng với ý nghĩa tôn kính nhá. Khi chuyển sang thể bị động thì động từ có thể được dùng với ý nghĩa tôn kính. Đây là hình thức có tính tôn kính thấp nhất, thế nhưng có thể nói là có thể áp dụng được cho mọi động từ. Đấy, nó có tính tôn kính thấp nhất nhưng có thể áp dụng cho mọi động từ, có thể nói là như thế. Tất nhiên là những cái động từ đặc biệt thì người ta có cái cách chia khác rồi, thế nhưng mà kể cả những cái đấy khi mà chia sang dạng bị động cũng chấp nhận được. Chẳng hạn này, khi mình nói với người dưới hoặc ngang hàng, người thân, mình có thể nói dùng thể futsuke, thể ngắn là gì đấy, ví dụ Tanaka-san, nani yonderu, là gì đấy, Tanaka anh đang đọc cái gì vậy đúng nhỉ. Đây mình còn không dùng là nani yo yonde imasu ka, là dạng thể thể mát sự, là dạng lịch sự. Mình dùng là dạng thường là nani yonderu, là đang đọc gì vậy. Thì khi nói với người trên ấy, khi hỏi ví dụ như hỏi giám đốc chẳng hạn, hỏi những người có chức vị cao, thì mình sẽ phải nói là Sacho nani yo yomarite imasu ka, đúng nhỉ, giám đốc anh đang đọc cái gì vậy. Mặc dù chia thể bị động nhưng không phải có nghĩa là bị đọc hay là được đọc đâu nhá, nó chỉ mang tính chất là gì đây, mang tính chất là tôn kính thôi, được chưa. Do vậy là cái này đôi khi là người ta cũng gây nhầm lẫn đối với lại một số cái động từ khác, thì các bạn gì nhỉ, các bạn có thể lưu ý cái cách sử dụng để các bạn tránh bị gì nhỉ, tránh bị sai sót
về cái chức năng ngữ pháp là bị động với lại cái chức năng ngữ pháp là tôn kính ngữ. Tiếp theo, cách thứ hai đấy là các bạn sẽ làm gì đây? Các bạn sẽ động từ thể mask, các bạn bỏ mask, thêm o hoặc thêm go đằng trước, thêm ni nari mask đằng sau. Trong đó chúng ta sẽ thêm o dùng cho các động từ nhóm 1 hoặc là 2. Nhóm 1 hoặc nhóm 2. Thêm go nếu dùng cho các động từ nhóm 3. Hình thức này có mức độ tôn kính cao hơn trường hợp A, tức là cái trường hợp mà gì đây? Các trường hợp mà thể bị động ấy. Tuy nhiên không dùng cho các trường hợp sau. Các động từ như là động từ demas, đúng nhỉ? Demas. Động từ omoidasimas, động từ simas, động từ kimas. Ngoài ra còn có một số động từ khác như động từ mimas. Thực ra mimas nó là động từ đặc biệt rồi, cho nên là chúng ta liệt kê vào thì nó cũng hơi thừa, thế nhưng mà thôi cứ viết vào đây nhá. Mimas hay là nemas. Các động từ đặc biệt ở phần E sẽ liệt kê một số cái động từ đặc biệt. Thì các bạn lưu ý cái cách sử dụng của nó nhá. Chúng ta dùng o này cho cái nhóm 1, 2 và go cho nhóm 3. Bây giờ chúng ta đi vào phần ví dụ. Chẳng hạn, cách lúc nãy là chúng ta dùng là thể bị động là gì nhỉ? Nani, đúng không? Yomarete imasu ka, đúng chưa? Cách này cũng được rồi, thế nhưng mà cái cách lịch sự cao hơn ấy mình sẽ nói là Sacho nani o oyomi ni natte imasu ka, đúng không? Sacho nani o oyomi ni natte imasu ka. Các bạn có động từ đọc là yomimasu. Thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Nó là nhóm 1, do vậy thêm o vào đằng trước, đúng không? Masu bỏ masu thành ni narimasu, đúng chưa? À, narimasu chia thể t bởi vì là đang mà, đúng không? Sẽ là thành natte imasu. Còn nếu mà muốn lịch sự hơn nữa thì chúng ta sẽ là gì nhỉ? Oyomi ni natte ira, đúng nhỉ? Irasshaimasu ka, bởi vì chia imasu thành irasshaimasu ka. Đấy. Cái đấy thì tí nữa ở phần gì nhỉ? Ở phần đặc biệt chúng ta nói sau nhé. Đó. Đấy là các cách dùng đặc biệt này. Hoặc này. Sensei, nane ni daigaku Gosotsugyo ni narimashita ka, là hỏi là thầy tốt nghiệp năm bao nhiêu vậy thầy, đúng không? Hỏi đồng nghiệp thì có thể nói là nane ni, đúng nhỉ? Sotsugyoshita thì nói gọi là thầy Futsuke thì thôi, nhưng mà hỏi người trên thì chúng ta sẽ không dùng như vậy mà phải dùng dạng tôn kính, đúng nhỉ? Thực ra thì mình chỉ cần nói là sensei nane ni daigaku Sotsugyoshimashita ka cũng được rồi, dạng lịch sự là được rồi. Thế nhưng mà nếu mà gì nhỉ? Nếu mà để bày tỏ cái sự tôn kính kính trọng hơn nữa, người thầy có thể là người thầy đấy không quá thân với chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hình thức tôn kính như này nhé. Chúng ta có cái động từ Sotsugyoshimasu là nhóm mấy nhỉ? Nhóm 3 đúng không? Nhóm 3, do vậy là các bạn sẽ thêm gì vào trước? Thêm go này. Và shimasu biến thành ninarimasu. Quá khứ nên là narimasu biến thành narimashita. Và câu hỏi là thành như thế này. Đấy, đấy là cái lý do, cái cách thức mà biến sang nhá. Vậy thì cách thứ hai là chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ thêm o, thêm go đằng trước. Động từ thể mask, bỏ mask, thêm ni narimasu sự đằng sau. Các bạn lưu ý cái này được học ở trong phần N4 rồi. Tiếp theo cách số 3. Động từ bỏ mask, thêm o, thêm go đằng trước và thêm kudasai đằng sau. Nó chính là thay cho gì đây? Thay cho VT kudasai. Đấy, thay cho VT kudasai. Nếu như chúng ta được học VT kudasai nó mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là yêu cầu đối phương làm gì. Cái sắc thái áp đặt nó cũng tương đối là cao, đúng không? Nó tương đối là cao. Do vậy là nhiều khi là nó hơi shichire, hơi thất lễ nếu mà mình dùng với lại những người trên. Do vậy để giảm cái tính chất đấy đi thì chúng ta sẽ có thể biến về hình thức tôn kính như cái cách này nhé. Thêm o, thêm go đằng trước, thêm o nếu là chúng ta dùng cho các động từ nhóm 1 và 2. Go nếu như dùng cho các động từ nhóm 3, tương tự như cái phần trên ấy. Chúng ta bỏ mask tự đi và thêm kudasai vào. Ví dụ, khi mình nói với bạn là chờ tao một chút, đúng không? Nếu mà lịch sự hơn một tí có thể nói là chotto matte kudasai. Còn dạng ngắn sẽ là gì nhỉ? Chotto matte là hãy chờ một lát, nhưng mà nói với khách không thể nói như vậy được. Nói với khách thậm chí là nói là chotto matte kudasai đã là hơi shichire rồi, hơi thất lễ rồi. Mình sẽ phải nói là shosho omachi kudasai, đúng không? Shosho omachi kudasai. Thì các bạn có động từ chờ đợi là machimasu. Là nhóm mấy nhỉ? Nhóm 1 đúng không? Chính vì là nhóm 1 nên là thêm o vào đằng trước, đúng không? À,
Must bỏ must thêm kudasai thành omachi kudasai và từ chốt tội biến thành dạng lịch sự là shosho. Nó đồng nghĩa thôi, thế nhưng mà nó mang tính chất lịch sự hơn nhá. Giống như là chúng ta có cái từ chúng ta có cái từ gì nhỉ? Chúng ta có cái từ dùng bữa là cái từ cũng là ăn thôi mà nó lịch sự hơn. Còn nếu mà gọi là thân với bạn bè có nhiều cách nói khác nó nghe nó tục hơn đúng không nhỉ? Ví dụ như là chén này thì gì gì đó, nhiều nhiều cái từ như vậy. Đấy. Hoặc này. Nói với bạn ấy, hayaku tenaku shite ne là gì nhỉ? Hãy liên lạc sớm nhé. Đấy. Mình chẳng cần nói là denaku shite kudasai ne mà mình chỉ nói là hayaku denaku shite ne là thể ngắn là được rồi. Thế nhưng nói với khách hàng như vậy là rất là shitsure, mình sẽ phải nói là hayame ni, đúng nhỉ? Hayame ni go renraku kudasai nhá. Hayame ni go renraku kudasai là hãy gì đấy, hãy vui lòng, quý khách vui lòng liên lạc sớm. Cái sắc thái nghĩa nó khác như vậy. Chúng ta sẽ không dùng hayaku mà dùng hayame ni. Chúng ta có động từ liên lạc, tên là shimasu là nhóm 3 đúng không? Chính vì vậy chúng ta thêm gì đây? Thêm go đằng trước, bỏ gì nhỉ? Bỏ shimasu, thêm kudasai đằng sau, nó bằng nên là shite kudasai. Không dùng cách nói này với những động từ tôn kính đặc biệt ở mục E. Mục E là chúng ta học các động từ tôn kính đặc biệt, chúng ta sẽ không dùng cái cách này nhá. Tuy nhiên có hai từ mình dùng được, đấy là động từ ăn uống và động từ xem. Ăn uống đặc biệt sẽ là meshi agarimasu. Chúng ta có thể chia thành omeshi agari kudasai, omeshi agari kudasai. Hoặc động từ xem gorani narimasu có thể chia sang là gorani kudasai. Hai cái đấy đặc biệt. Còn lại thì chúng ta sẽ không dùng cho cái động từ đặc biệt ở nhóm E. Tiếp theo đó là ov desu ka. Có thể dùng ov desu ka thay cho vdeimasu ka, hỏi đối phương đang làm gì. Ví dụ nói lịch sự ấy, sẽ hỏi là nani o sagashite imasu ka, đã lịch sự rồi đúng không? Còn đương nhiên là nếu mà bạn bè thân thiết với nhau thì nói là nani sagashite ru, đúng không nhỉ? Đấy, nani sagashite ru là đang tìm cái gì đấy. Thì mình nói tôn kính ấy thì mình sẽ dùng gì đây? Nani o osagashi desu ka? Nani o osagashi desu ka là gì nhỉ? Đang tìm gì thế ạ? Đúng không? Nói với người trên chẳng hạn. Thì các bạn có động từ sagashimasu. Đúng không? Sagashimasu là nhóm. À cái này không phân nhóm đúng nhỉ? Thông thường nó sẽ đi với nhóm 1 là nhiều. Chúng ta thêm o đằng trước. Shimasu đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ bỏ gì đấy? Bỏ masu thêm desu đằng sau. Desu ka nhá. Osagashi desu ka là đang tìm gì thế đúng nhỉ? Omochi desu ka là gì đấy? Đang cầm cái gì đó không? Có đang cầm cái gì đấy không? Chẳng hạn nói với lại khách là gì nhỉ? Quý khách có cầm hóa đơn không chẳng hạn? Sẽ nói là gì đây nhỉ? Ryo shu sho omochi desu ka? Quý khách có mang theo hóa đơn không? Nhá, đấy là cách D, dùng ov desu ka thay cho vt imasu ka. Tiếp theo đó là động từ tôn kính đặc biệt. Đây là cái phần rất là quan trọng và tương đối là khó nhớ. Nếu như những cái kia nó có thể tạo ra được cái cấu trúc giúp các bạn dễ nhớ, thế nhưng mà cái này là không phải là cấu trúc nữa mà là những cái các bạn phải học thuộc lòng. Đấy. Thì bên này sẽ là bảng gì đây nhỉ? Bảng động từ tôn kính đặc biệt thì chúng ta sẽ xét. Chúng ta sẽ có này, chú ý một số động từ ấy, như là irasshaimasu, nasaimasu, oshaimasu, kudasaimasu. Nhìn hình thức là nhóm 1, thế nhưng khi chia lại biến đổi hàng la, đúng nhỉ? Lại biến đổi sang hàng la. Đấy. Ví dụ này, bình thường nhá, irasshaimasu thì nếu mà là nhóm 1 ấy, y chúng ta biến thành gì? Thành u đúng không? Y này, y này, y này, y này đúng không? Đấy, nó phải là irasshau, nasau, oshau và kudasau, nhưng không phải, chúng ta phải biến sang hàng la. Irasshau, nasau, oshau và kudasau. Các bạn lưu ý, đấy là cái đặc biệt của một số cái động từ như thế này. Ví dụ này, ashita Kimura sensei wa saigo e irasshaimasu ka, đúng không? À thì cái từ irasshaimasu ka này ấy, nó là cái tôn kính ngữ của từ ikimasu. Đúng nhỉ? Do vậy chúng ta sẽ hỏi bằng hình thức là irasshaimasu ka là như vậy. Ie irasharanai to omoimasu. Đúng nhỉ? Ie irasharanai to omoimasu. Tôi nghĩ là thầy không đi. Thì cái này chính là ikanai, đúng không? Ikanai.
Đó, đó là một cái ví dụ nhé. Bây giờ các bạn sẽ đi vào cái phần bảng động từ tôn kính đặc biệt này. Ở bên này chúng ta sẽ có thể must, thể te must hoặc là thể tờ đối với một số động từ đặc biệt. Bên này là sẽ là thể son kê bộ ở thể must ở dạng lịch sự, dạng tôn kính. Bên này là thể must bình thường nhé. Bên đây là thể tôn kính ngữ nhưng mà dạng dạng must, dạng lịch sự. Còn đây là dạng tôn kính ngữ nhưng mà dạng thông thường. Đầu tiên các bạn có này, động từ see must sẽ biến sang nasai must và nasaru. Chính do vậy là những cái động từ nhóm 3 ấy, đúng không? V see must sẽ biến thành v nasai must, v nasaru, đúng nhỉ? E must là ở ở đâu đó, thì các bạn sẽ có hai cách. Một là irasai must, irasai must, irasaru, hoặc oide ni narimasu, oide ni naru. Ikimasu là đi, các bạn sẽ có hai cách chia giống hệt như là imasu, đấy là irasaimasu, irasaru, oide ni narimasu, oide ni naru. Tương tự kimasu cũng có hai cách chia là irasaimasu, irasaru và oide ni narimasu, oide ni naru. Tức là imasu, ikimasu và kimasu có cách chia tôn kính ngữ giống nhau, đúng không? Do vậy là nhiều khi là cũng cần phải phân biệt cái sắc thái nghĩa dựa vào những cái hoàn cảnh ở trong câu để chúng ta biết được đâu là ikimasu, đâu là imasu, đâu là kimasu đấy. Ngoài ra ấy, trong trường hợp nói là một cái đối tượng đã đến ấy, thì chúng ta có thể dùng cái dạng thức là miemashita, giống tương tự với lại kimashita, đúng nhỉ? Ví dụ như nói là Tanaka, Tanaka, Tanaka san ga, đúng không? Kimashita. Anh Tanaka đã đến, thì chúng ta có thể nói cách gì nhỉ? Cái cách tôn kính đấy là gì đấy? Tanaka, ví dụ sama chẳng hạn. Tanaka sama ga miemashita nhá. Và dạng futsuke là mieta, thế nhưng mà ít khi dùng cái dạng mieta. Tiếp theo, động từ nói imasu sẽ biến sang thể masu là osaimasu. Osaimasu và dạng từ điển đúng nhỉ, dạng futsuke sẽ là osaru. Shiteimasu thành gozonji desu, gozonji da. Mimasu là xem thành gorani narimasu, gorani naru. Ăn uống sẽ cùng chung tôn kính ngữ. Tabemasu, nomimasu sẽ thành meshi agarimasu, meshi Ngồi, suwarimasu sẽ thành okake ni narimasu, okake ni narimasu, okake ni naru. Ngủ, nemasu thành oyasumi ni narimasu, oyasumi ni naru. Kuremasu thành kudasai masu, kudasaru. Đấy, đấy là những cái gọi là tôn kính ngữ đặc biệt mà tiêu biểu nhất thì cho vào đây. Tất nhiên là ngoài ra nó vẫn còn nữa, thế nhưng mà những cái đấy thì là những cái mà chúng ta xét ở những cái quá trình học lên sau này nhé. Về cơ bản là những cái động từ quan trọng nhất là đã được liệt kê ở đây rồi. Đó. Tiếp theo chúng ta xét về phần ví dụ một chút nhé. Động từ này. Ví dụ động từ ikimasu. Mình nói với bạn mình về con trai ấy, đúng không? Thì mình có thể nói là bạn không thân ấy, mình dùng thể masu. Musuko wa daigetsu Amerika e ikimasu. Con trai tôi tháng sau đi Mỹ. Nhưng mình nói với đồng nghiệp về giám đốc, đúng không nhỉ? Mình sẽ nói là Sacho wa daigetsu Amerika e irasaimasu. Bởi vì irasaimasu là gì nhỉ? Là dạng tôn kính ngữ của ikimasu. Nhưng khi nói với đối tác bên ngoài về giám đốc ấy, thì mình không dùng tôn kính ngữ mà dùng thể lịch sự hoặc khiêm nhường ngữ, bởi vì khi đó giám đốc là người trong nhóm của mình. Lưu ý nhá, cái này rất là quan trọng đấy. Tiếp theo, chẳng hạn với động từ imasu chẳng hạn, mình hỏi bạn chẳng hạn, konban ie ni iru, đúng nhỉ? Hoặc là konban otaku ni imasu ko, là tối nay ở nhà chứ? Nếu mà gọi là không thân lắm thì có thể dùng là otaku ni imasu ko, còn thân thiết thì nó chỉ nói là konban ie ni iru thôi, tối nay ở nhà chứ. Nhưng hỏi thầy ấy, thì sẽ không dùng như vậy, đúng không? Sensei, konban wa otaku ni oide ni narimasu ko. Sensei, konban wa otaku ni oide ni narimasu ko. Thì cái từ oide ni narimasu ko sẽ thay cho gì? Sẽ thay cho imasu ko, đúng không? Bởi vì chúng ta có oide ni narimasu là tôn kính ngữ của imasu. Otaku nó là dạng lịch sự hơn của ie nhé. Tiếp theo động từ tabemasu chẳng hạn. Chẳng hạn nói với bạn, đúng nhỉ? Nói về bạn đồng nghiệp của mình ấy. Mình có thể nói là Tanaka-san wa shokudo de hiru gohan wo tabete imasu, là anh Tanaka đang ăn ở nhà ăn công ty, đúng nhỉ? Thế nhưng nói với giám đốc, nó không phải là nói với giám đốc mà nó nói giám đốc đang ăn với người ở trong công ty mình, với người trong nhóm mình sẽ dùng cái dạng lịch sự là gì nhỉ? À, dạng tôn kính là gì nhỉ? Sacho wa ohiru gohan wo meshi agatte imasu, đúng không?
Sacho wa ohiru hango, đúng không nhỉ? Meshi angatte imasu nhá, giám đốc đã ăn trưa. Khi nói chuyện với người ngoài nhóm về việc của người trong thì không được dùng tôn kính ngữ, vì trong hoàn cảnh ấy dù là cấp trên thì vẫn là người trong của nhóm mình. Các bạn nhớ, gọi là các bạn khắc sâu vào trong 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 đầu cái câu này nhá. Mình sẽ dùng tôn kính ngữ với cấp trên khi mình nói trực tiếp với cấp trên đó, hoặc nói với một người ở trong công ty mình về cấp trên đó. Thế nhưng nếu mà nói với người ngoài, đúng nhỉ, thì chúng ta sẽ không dùng, được chưa? Không dùng tôn kính ngữ. Chẳng hạn, nói với anh Tanaka ở công ty khác về việc giám đốc đang đi công tác Nhật Bản chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có 3 cách nói này. Có cách nói một nhé, Tanaka-san, Sacho wa Nihon e Shucho shite imasu. Cách 2, Tanaka-san, Sacho wa Nihon e Shucho sarete imasu. Cách nói 3, Tanaka-san, Sacho wa Nihon e Shucho nasatte imasu. Thì chỉ có cách nói đầu tiên là đúng thôi, bởi vì anh Tanaka ở công ty khác là người ngoài, thì nói về giám đốc ấy, thì giám đốc lúc đấy là người trong. Chúng ta sẽ phải dùng khiêm nhường ngữ hoặc dùng thẻ lịch sự bình thường, chứ không được dùng tôn kính, chia thẻ bị động hay là nasaru, đúng nhỉ? Do vậy là 2, 3 sai mà phải nói theo cách một nhá. Đấy, đấy là các cách biến động từ về dạng tôn kính ở một số dạng. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo, động từ có dạng tôn kính thì danh từ và tính từ cũng có. Vậy làm thế nào để chúng ta tạo ra được tôn kính ngữ cho danh từ và tính từ? Các bạn quan sát. Danh từ meshi, tính từ keyoshi. Cả hai đối tượng này khi thêm o hoặc go vào nhiều trường hợp sẽ trở thành cái tôn kính ngữ. Nguyên tắc chung là mình thêm o vào wago. Cái chữ o ấy mình sẽ thêm vào wago. Và chữ go mình sẽ thêm vào kango. Wago là chữ hòa và chữ ngữ, nghĩa là từ thuần Nhật. Từ thuần Nhật là từ mà do người Nhật tạo ra, thông thường sẽ là âm cư nyomi. Kango là chữ Hán và chữ ngữ là gì nhỉ? Là gì đấy? Là từ có nguồn gốc từ Trung Quốc, thông thường đọc theo kiểu âm gì nhỉ? Âm onyomi. Và cái chữ dù là o hay go ấy, nếu mà viết kanji nhá, nó đều là chữ này này. Chữ ngữ. Đấy, chữ ngữ. Chữ ngữ. Ví dụ chúng ta có từ chẳng hạn này. O genki desu ka? Đúng không? Mọi người nhìn nhá, đấy, ra chưa? O genki desu ka? Nó ra cái chữ ngữ đấy, đúng không? Hoặc này, go nhá, chữ go nhá, go renda ku, đấy, thấy chưa? Cũng là go. Như vậy là qua cái đọc là go và o, nhưng mà ghép với lại các từ thì nó sẽ khác nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định như thế nào đây? Cái việc mà phân biệt rạch ròi từ có nguồn gốc Nhật và Trung Quốc ấy tương đối là khó đấy, với đặc biệt là với người 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 ngoài, người học tiếng Nhật như một ngoại ngữ như người Việt Nam mình, đúng không? Thế nhưng mà với người Việt Nam thì có thể dựa vào âm Hán Việt để suy đoán một cách tương đối chính xác. Tất nhiên là chỉ gọi là đây là cái kinh nghiệm của bản thân thôi nhá, chứ không phải là tất cả đều đúng đâu. Đây chỉ gọi là cái kinh nghiệm, gọi là được rút ra từ cái quá trình học của bản thân của mình thôi. Đấy, dựa vào âm Hán Việt để suy đoán một cách tương đối chính xác. Nhớ là tương đối chính xác chứ không phải là lúc nào cũng đúng như vậy đâu nhá. Thường ấy, kang ngộ sẽ là ghép từ ghép gồm hai chữ Hán trở lên, và chữ Hán biểu diễn từ vựng đó có âm Hán Việt được dùng tương tự như trong tiếng Việt. Đấy. Chẳng hạn một số cái nhá, ví dụ này, đen đá cự này, đúng không? Liên lạc tiếng Việt mình cũng dùng như thế. Ca dô cự, gia tộc, đúng nhỉ? Mặc dù mình là dùng gia đình thế nhưng mà gần như là cái từ gia tộc cũng có trong tiếng Việt với nghĩa gần tương tự, hay là gì nhỉ? Hay là từ sột dư nhiều, tốt nghiệp này, đúng không? Đấy, vân vân. Còn qua gộ ấy là từ gồm một chữ Hán hoặc hai chữ Hán nhưng chữ Hán biểu diễn từ vựng đó không có trong tiếng Việt. Ví dụ heya chẳng hạn, heya chữ bộ và chữ ốc có nghĩa là phòng, nhưng tiếng Việt mình không có cái nào là bộ ghép với ốc hết, không ai nói là bộ ốc cả, đúng nhỉ? Hay là gì nhỉ? Hay là namae là danh với tiền, đúng không? Tiếng Việt mình cũng không dùng cái từ danh tiền. Đấy, vân vân. Hay là otaku chẳng hạn. Cũng không có dùng cái chữ trạch đứng một mình, đúng không? Chúng ta có thể dựa vào cái này để chúng ta phân biệt một cách tương đối chính xác, tất nhiên là có ngoại lệ.
Và cũng không phải là đây là cái gọi là 100% lúc nào cũng đúng, nhưng mà các bạn có thể dùng nó để các bạn đỡ hơn cái phần nào cái việc phải phán đoán, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ đi vào việc chia từ cái đặc điểm này. Thứ nhất là với danh từ này, chúng ta thêm ô. Thêm ô vào những cái từ ví dụ như sau, chẳng hạn onamae tên này, oie nhà này, oheya phòng, oshokuji ăn uống, oshigoto công việc, ohanashi câu chuyện, oseki chỗ ngồi, otegami thư, okuruma xe, ohidu bữa trưa, oyasumi ngày nghỉ, oshashin bức ảnh, onomimono đồ uống, onegai lời thỉnh cầu. Đấy, đấy là những cái mà ví dụ tiêu biểu nhất đi với chữ O đằng trước. Có cái từ denwa ấy, điện thoại là ngoại lệ vì nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc, tiếng Việt mình cũng là ghép điện với thoại và mang nghĩa như vậy đúng không? Thế nhưng mà nó không phải là go mà là gì à? Thêm O vào, O denwa nhá. Đấy là cái trường hợp như thế. Tóm lại các bạn có thể nhớ cố định những cái từ như thế này vào. Tiếp theo thêm go. Thêm go này. Ví dụ gokazoku gia tộc gia đình này, goshujin chủ nhân chồng này, goshushin xuất thân nơi sinh ra, gochumon chú văn gọi món đặt hàng, goshumi thú vị sở thích, gojusho chú sở địa chỉ, goryoshin bố mẹ lưỡng thân, gokyodai huynh đệ anh em, goiken ý kiến, goyote dự định kế hoạch dự định này, gojibun tự mình, goryoko du lịch. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta lưu ý. Thì tất nhiên là có vài cái tiếng Việt mình hiện nay không có dùng, ví dụ như là jibun mình không có dùng đúng không? Mình không có dùng từ jibun tự với phân, mình không ai nói tự phân này, chumom tiếng Việt cũng không có dùng. Thế nhưng mà ngày xưa ấy, đúng nhỉ, có thể là mình dùng, hoặc là gì nhỉ, hoặc là không phải là lúc nào cũng có thể lấy ra từ tiếng Việt, đây chỉ gọi là tương đối chính xác thôi đấy, nhưng mà nó cũng sẽ giúp các bạn phần nào rồi nhá. B này, tính từ. Đối với tính từ thì chúng ta có hai loại là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na đúng không? Thì toàn bộ tính từ đuôi y đều thêm o đằng trước bởi vì nó là hoa gộ. Tính từ đuôi y thì đều đọc dưới dạng là âm kunyomi, nên là hoa gộ là từ có nguồn gốc Nhật Bản. Ví dụ isogashi biến thành oisogashi nghĩa là bận, wakai là trẻ thì thành owakai là trẻ. Tính từ đuôi na ấy mình xác định cũng tương tự như danh từ bởi vì tính từ đuôi na là từ danh từ mà ra đúng không? Thêm o vào, ví dụ ojozu là giỏi này, osuki thích, ohima rảnh, ngoại lệ là ogenki, chữ nguyên và chữ khí tiếng Nhật, tiếng tiếng Trung có, tiếng Việt có và mang nghĩa gần giống như vậy nhưng mà lại là thêm o đằng trước. Thêm go, ví dụ gomuri quá sức, Gonesin nhiệt tình, Gosinzetsu tốt bụng, Gotene đinh ninh lịch sự. Đấy, đấy là gì nhỉ? Chúng ta đã có cái phần gì đấy, cái phần biến động từ, danh từ, tính từ thành tôn kính ngữ. Các bạn xem thật kỹ video để có thể gì nhỉ? Rút ra được những cái cách thức dùng cho mình nhá. Các bạn có thể luyện tập thêm ở những cái từ vựng như thế này. Đấy, chưa? Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Buổi hôm sau chúng ta sẽ học về khiêm nhường ngữ và thể lịch sự, những cái cách nói lịch sự, những cái từ vựng lịch sự hơn những cái mà chúng ta đã được học. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.